Vấn đề lớn nhất của các mối quan hệ nói chung là cảm xúc của cả hai luôn đi từ thái cực bất ổn khi có nhau, rồi trở nên quá ổn khi không có nhau. Đến điểm cuối cùng, khi người ta chợt nhận ra không có ai cũng không sao, thì chẳng còn gì để bận tâm nữa. Ngược lại với yêu, không phải là ghét, mà là lãng quên. Sao anh lại lỡ yêu một người như thế? Người làm anh khóc, muộn phiền thâu đêm. Sao ta lại lỡ trao từng ngày bên nhau? Để giờ tan vỡ, sự thật càng thêm đau. Từ sâu trong đôi mắt anh, ta nỗi đau vô bờ. Khi câu chuyện mình kết thúc quá bất ngờ, em không muốn dối. Thật xa